Kính thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ chủ đề nói về công đức và phước đức khác nhau như thế nào, để các bạn biết mà giống như là mình tu như thế nào để mình được phước, được đức, mình được cũng như là cái sự giàu sang phú quý, hay là mình tu để cũng như là mình cầu hỷ xả từ bi, mình buông bỏ hết tất cả. Nói chung là tu như thế nào cũng đúng hết nha các bạn, nhưng mà mình phải hiểu để mình biết đường mình tu. Chứ nếu như mình không có hiểu rồi, mình cũng như là mình nghĩ rằng cái gì cũng công đức mà cái gì cũng phước đức, cho nên mình không có biết, rồi mình làm cũng như là mình làm toàn là những cái chuyện gọi là phước đức mà mình nghĩ đó là công đức, đúng không các bạn? Rất là nhiều bạn nói rằng thường xuyên đi cúng chùa nè, thắp hương lại Phật, cúng dường xây đắp tượng Phật nè, rồi nói chung là cái việc này là cái việc cũng như là ai cũng có thể làm được, đúng không các bạn? Nếu mình coi như dư thời gian dư tiền thì các bạn đi đến chùa lại Phật, lại cũng như cúng chùa, rồi tất cả những gì từ thiện cũng được luôn nha các bạn. Nhưng mà một việc làm này rất là tốt nha các bạn. Tại vì sao rất tốt? Một cái việc làm này gọi là phước đức vô lượng, phước báo mà mình rất là nhiều, mình làm càng nhiều mình có phước càng nhiều, đúng không các bạn? Bởi vì tại sao nhiều người người ta làm từ thiện, người ta đi làm những cái việc mà giống như là xây đắp tượng Phật, xây chùa nè, rồi cúng dường nè, rồi lại Phật nè, tất cả những gì mà người ta cũng như có phước dữ lắm. Thì cái việc làm này gọi là gì? Gọi là phước đức. Tức là mình làm việc phước, là mình có phước, nhưng mà đây không phải là công đức. Hôm nay mình nói rõ là công đức mình phải làm như thế nào, còn những cái việc này là hoàn toàn không có công đức nha các bạn. Có phước đức mà không có công đức. Mình phải nói cho rõ ràng chứ không phải là giữa công đức và phước đức mà coi như là mình nhập vô được. Rồi nhiều khi mình tu, mình cứ tu hoài mà mình cảm thấy tại sao tôi tu hoài mà tôi khổ hoài. Rồi có nhiều người tu mấy chục năm luôn, nói trời ơi, tôi tu mấy chục năm nay ăn chay niệm Phật làm lành mà tại sao tôi còn khổ. Là cái lý do này là mình làm phước là mình hưởng phước. Mình làm nhiều phước thì mình hưởng được nhiều phước, mà mình làm ít phước quá thì mình hưởng hết rồi, rồi xong rồi mình hết phước, tức là mình không còn hưởng phước nữa thì mình vẫn khổ đau như bình thường. Tại vì việc làm này là gọi là nhân hữu lậu. Nhân hữu lậu tức là gì? Tồn động hữu phước. Việc làm này thật sự là có phước nha các bạn. Có phước tức là mình tu gì? Mình tu hữu vi. Tu hữu vi là tu như thế nào? Tu có hình tướng. Tu có hình tướng là tu rất là mong mình có chức có quyền, giàu sang phú quý. Tại vì mình đi lại chùa lại Phật, mình nói cầu xin cho Phật độ con khỏe mạnh, cầu xin cho Phật độ con giống như là giàu sang phú quý, cầu xin cho Phật độ con hay là con trai của con, gái của con đỗ đạt thành tài. Đó là nguyện vọng cầu xin. Là mình còn cầu mong nữa, tức là hữu lậu, tức là đây là có hình tướng, không phải là vô vi. Khi nào công đức mới gọi là giống như mình tu vô vi mình mới được công đức đó các bạn. Mà nếu như mình tu mà hình tướng, tức là mình tu hữu phước, mình tu nhân hữu lậu này là kiếp sau mình trở lại trần gian giàu có lắm nè, chức quyền địa vị cao sang phước cao, là mình làm tới công chúa, nhà vua, thái tử rồi đó các bạn. Nó tùy theo cái phước mình làm nhiều hay ít nha. Rồi nói về hữu vi là phước chỉ ở trần gian thôi nha các bạn. Bây giờ các bạn làm cho thiệt là nhiều đi, xây cũng như là bao nhiêu cái cảnh chùa, thì coi như cái phước này là mình được hưởng, mà hưởng ở trần gian. Và mình tiếp tục mình tái sinh luân hồi nữa thì mình mới được hưởng. Các bạn thấy không, là mình trở lại trần gian để mình hưởng cái phước này nữa. Vì hữu vi là phước mình mong cầu. Các bạn thấy không? Cho nên nhiều khi nếu mình không biết là giống như người nào mà giống như không còn mong cầu nữa, mà giống như không hiểu rồi cứ tu theo hữu vi là coi như đi một cái đường mong cầu đó. Tại vì Tuyết Già hiện tại bây giờ là Tuyết Già đã cũng như là qua một cái giai đoạn, một cái thời gian mà Tuyết Già giống như tu hữu vi rồi, thì bây giờ Tuyết Già tìm hiểu về cái con đường vô vi. Con đường vô vi thì Tuyết Già hiểu rằng là con đường vô vi là con đường không còn tái sinh luân hồi nữa. Tức là trong cái thời kỳ đại ân xá này cho chúng ta là được cái, cũng như là hiện tại bây giờ là trong cái thời mạt pháp thôi đó các bạn. Nói chung là đa số nha các bạn, chứ không phải là nói tất cả. Ở cái cõi trần này ai cũng muốn giàu sang, không ai muốn nghèo, bảo đảm luôn. Nghèo nó buồn lắm các bạn ơi, nghèo nó tồi túng, nó khổ sở, đúng không? Nói tới chữ nghèo là cảm thấy người nó đau khổ, nó như thế nào, nó buồn bã dữ lắm. Thì ở trần gian ai cũng muốn gì nè, giàu sang phú quý, vợ đẹp con ngoan, lấy chồng đại gia, trở thành tỷ phú. Cho nên hôm nay Tuyết Già mới chia sẻ để các bạn có được cái phước giàu sang phú quý, vợ đẹp con ngoan, nữ thì lấy chồng đại gia, trở thành tỷ phú, thì các bạn tu về hữu vi. Tu hữu vi, tu hình tướng. Tu hình tướng là cái gì có hình tướng tức là hữu vi. Nó rất là dễ vậy đó cho các bạn, là các bạn rất là giàu sang phú quý. Còn nếu mà muốn mong cầu được giàu sang tỷ phú thì mình gì xây chùa nè, rồi đắp tượng nè, rồi làm việc thiện nè, bố thí cúng dường, giúp người nghèo, từ thiện gì đó đó. Nói chung là vân vân, là tất cả là mình coi như là mong cầu được giàu sang, là mình được phước giàu sang đó các bạn. Còn nếu như tu vô vi là tu không còn mong cầu nha các bạn. Cho nên nếu mà bạn nào mà muốn tu mà không còn mong cầu nữa thì coi như là mình tu vô vi, không mong muốn trở lại trần gian để tái sinh luân hồi nữa, thì mình tu vô vi. Mình tu vô vi là mình không có thích giàu nha các bạn, nghèo cũng được, miễn sao có được chén cơm. Trên trần gian này nuôi cái xác phàm thôi. Người tu vô vi là người không còn cầu mong gì nữa hết, là mình phải chấm dứt tất cả những việc làm của phước nhân hữu lậu nữa. Nếu như mà mình làm thì là mình cầu mong, mình cầu mong cho được gì, được giàu sang. Còn nếu như mình trở về cái tánh không của mình, không thích nhà cửa tiền tài vật chất, rồi mình giận hờn thương ghét thù thắng gì đó, là mình phải bỏ hết thì mình mới cũng như gọi là tu vô vi nha các bạn. Thì đây gọi là gì? Công đức. Tu như vậy là mình có công đức. Mà nếu như mình vừa tu công đức vừa tu phước đức luôn cũng được nha các bạn. Nói chung là mình tu càng nhiều càng tốt, không ai cấm cái chữ tu hết á các bạn. Nói chung là các bạn tu thật là nhiều, tu vừa phước đức vừa công đức luôn. Tuyết Già cũng như là học và chia sẻ để các bạn cũng như biết rõ rằng là tu như thế nào mà tu công đức, và tu như thế nào tu phước đức. Là nói chung là tu công đức là tu vô vi, đơn giản vậy đó. Tu phước đức là tu gì? Hữu vi. Nói vậy là mình dễ biết đúng không các bạn? Công đức là không tạo được bằng cái việc làm mà theo hình tướng nha các bạn. Nếu như mình tu mà mình muốn mình có công đức thì mình tu như thế nào, mình đừng có làm một cái việc gì mà nó theo cái hình tướng. Các bạn thấy không? Cái nào có hình có tướng là không phải là vô vi, đó là hữu vi. Không có thể mà giống như là mình lấy cái phước mà làm công đức được. Phước là phước, còn đức là đức. Nói chung là công đức là công đức, mà phước đức là phước đức. Đâu đó nó cũng như là nó phân biệt rất là rõ, mà Tuyết Già học và chia sẻ để các bạn nào hợp với công đức hay là phước đức thì các bạn dễ tu đúng không các bạn? Mà tu luôn cả hai, vừa phước đức vừa công đức cũng được. Nói chung là tu càng nhiều càng tốt nha các bạn. Đây là bài chia sẻ và phân tích, chứ không phải là để khuyên các bạn hay là bắt buộc các bạn tu như thế này thế kia. Nó chia sẻ để các bạn dễ bước vào đường tu. Bởi vì sao? Mình còn chồng, còn vợ, còn con, còn cha, còn mẹ, còn ông, còn bà. Mà nếu như mình tu vô vi là mình phải bỏ hết tất cả, mình không còn suy nghĩ gì nữa. Rồi mình ngồi đó mình tu vô vi hoài, rồi coi như là vợ con mình chưa có tròn cái đạo nhân của mình, coi như là mình bỏ vợ bỏ con mình thì cũng sai đúng không các bạn? Ngày xưa thì Đức Phật Thích Ca là giống như là Ngài là gì? Ngài là đầy đủ phước báo rồi. Ngài ở trong một cái gia đình giàu có, tỷ phú tiền bạc, tất cả những gì điện đài hột sòn gì, nói chung là cái gì cũng có hết rồi. Tại vì Ngài là Thái tử, là cái gì cũng có đi. Mình nói vậy là Ngài sao nè? Ngài đầy đủ phước báo rồi. Ngài trong tiền kiếp Ngài đã tu rất là nhiều kiếp, cho nên phước báo Ngài có. Cho nên á, Ngài coi như là buông bỏ hết ra đi để Ngài cũng như là tu vô vi. Còn bây giờ nếu như các bạn nào muốn tu vô vi thì phải tròn cái đạo nhân trước tiên nha các bạn, là phải khi mình bước ra mình tu vô vi thì vợ con mình, gia đình mình phải có cái ăn cái mặc nó phải đầy đủ rồi mình mới tu được. Chứ bây giờ mà mình ngồi mình tu vô vi là mình chưa tròn đạo nhân thì mình cũng có gì, có cái lỗi mình chưa trọn đạo, nó chưa trọn đạo, đây là đạo nhân thôi. Tí già chia sẻ để các bạn cũng như là muốn tu đường nào nó rất là dễ cho các bạn, đúng không các bạn? Nói về mà công đức là có công năng lực cho chúng ta vượt qua bể khổ sông mê. Còn nếu như mà về phước phước đức là nếu mình có phước là mình vẫn còn ở trong cái dòng sông mê nữa, mình không có thể nào chạy ra, tại vì hưởng cái giàu sang phú quý mà mình đến cái mặt trần gian này mình có nhà có cửa có xe có cộ, có tất cả những gì vàng dòng chuỗi hột, hột xoàn đô la gì đó, là coi như là mình nằm trong cái dòng gì, dòng sông mê. Nếu như á mà mình tu mà mình về hữu vi á là coi như là mình rất là giàu, rất là có phước, tiền bạc nhà cửa đầy đủ hết, nhưng mà mình vẫn nằm trong gì, nằm trong cái dòng sông mê, mình không có vượt qua bể khổ. Cho nên tại sao mà tất cả quý sư quý thầy cũng như là tất cả những vị mà đã đắc đạo nói rằng buông bỏ là cái chỗ này nè các bạn, mình phải buông bỏ đi đến vô vi thì mình mới thoát khỏi và vượt qua bể khổ sông mê được, và nhanh chóng đến bờ giác ngộ giải thoát. Vì công đức là có tính cách vô lậu, tức là vô vi, coi như là vô vi tức là tất cả những gì đều là không, không còn tái sinh luân hồi, không nhà, không cửa, không vợ, không con, không trai, không gái, không bạn, không bè, tất cả đều là không hết. Tại vì á, nếu như mình có vợ, có chồng là mình tu theo cái đạo nhân, mình tu theo hữu vi, tức là trên trần gian này là mình vẫn còn nằm trong cái dòng bể khổ. Cho nên bây giờ nếu ai muốn thoát khỏi nhanh thì coi như là nhanh chóng cái con đường vô vi đó các bạn. Công đức giúp cho người chuyển hóa tâm tánh từ gì, từ phàm phu tục tử trở thành Bồ Tát. Bởi vì sao? Mình không có còn thích nhà nè, thích cửa, thích xe, thích cổ, thích tiền, thích bạc gì nữa hết. Mặc dù mình tu tại gia nhưng mà mình tu á về công đức á, là con cái mình, gia đình mình muốn làm cái gì cũng được hết á, mình lo tu. Nó giống như là nhà cửa tất cả vì con cháu mình muốn làm gì làm. Tại vì hiện tại giờ nếu mình bước vào vô vi thì mình tu về công đức là mình chuyển hóa tâm tánh, coi như là phàm phu tục tử. Ví dụ như mình nói con ơi, con không nên mà làm như vậy, nhà như vậy làm vậy nó hư nhà hư cửa. Nhà này là nhà của ở trần gian mà mình đang tu vô vi, mình chuyển hết tâm tánh phàm tục của mình để trở thành Bồ Tát nữa. Mà Bồ Tát là đâu có nhà ở trần gian các bạn, nó đơn giản vậy đúng không, cho mình dễ tu đó các bạn. Nếu như mình làm phước nè, cúng chùa bố thí mà tâm mình không mong cầu gì, nó tức là gì, thi ân bất cầu, coi như là mình không có cầu báo đáp nữa. Thì cái này á, mình vẫn coi như là mình thấy ai mình vẫn cứu độ nè, thấy một người nào đó đói mình vẫn cũng như là cho người ta ăn. Mà mình nghĩ rằng là mình cho người ta ăn như vậy là mình không có cầu mong giàu sang phú quý nữa. Giờ mình xây chùa cũng được, mình đắp tượng Phật cũng được, hoặc là mình cúng dường cũng được, mà mình không có mong cầu nữa thì tức là tâm mình gì, tăng trưởng tứ vô lượng. Tứ vô lượng là từ bi hỷ xả, mình buông bỏ hết tất cả, mình không có còn mà giống như là nói rằng là đi chùa đi có phước dữ lắm á, đi chùa đi cũng như là mình được cũng như là phước giàu sang lắm. Cái này đúng chứ không phải sai, nhưng mà còn mong cầu. Nếu như mà mình muốn tu công đức là mình không còn mong cầu nữa các bạn. Tại sao mà có những nhà giàu các bạn thấy không, khi người ta hết phước là họ lại nghèo. Tại vì người ta cũng như là nhiều đời nhiều kiếp người ta tu gì nè, người ta tu hữu vi, người ta tu mong cầu để phước giàu sang phú quý. Mà khi mà cái phước nó mỏng quá thì người ta xài hết rồi thì dĩ nhiên người ta nghèo. Các bạn thấy không, còn tu vô vi là tu như thế nào? Là tu có công đức, tức là công phu tu tập bên trong có ích lợi cho chính mình. Tức là mình như vậy, ví dụ như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng là công phu, mình coi như là tịnh tâm, mình không có khởi lên cái lòng ham muốn nữa, tức là mình công phu. Thiền định là mình cũng như là mình ngồi lại, mình không còn suy nghĩ việc đời, tất cả những gì trên trần gian nữa mới là gọi là gì? Công phu. Thì cái công phu này á là chính là công đức đó các bạn. Nó đơn giản vậy thôi mà Tuyết Già thấy rằng là mình tu về công đức nó dễ tu hơn, đúng không các bạn? Tu về công đức nè, không ai nói gì hết. Mình ở tại nhà, tại gia nè, hoặc là mình ở một nơi nào càng vắng càng tốt. Nó rồi mình giống như tu tập niệm Phật nè, ăn chay, làm lành, tất cả những gì mà đã coi như tu vô vi rồi là không có cần mà nói cái chữ làm lành. Tại vì đã buông bỏ hết rồi còn làm gì nữa mà lành, đúng không các bạn? Tức là không có làm gì nữa hết nữa. Thì cái này nó hơi khó chút xíu nha. Tại vì Tuyết Già cũng đang bước vô cái con đường mà gọi là tu vô vi, mới bước vô thôi nha các bạn. Còn được hay không á là do cũng như là mình phải cố gắng, mình phải giống như là chịu đựng. Bởi vì sao? Mình tu tại gia nó có những cái đụng chạm, nó có những cái giống như là tất cả những gì mình phải có cái sự chịu đựng rồi mình mới có thể vượt qua được đó các bạn. Nó phải từng nấc thang cho người tu tập mà tu bây giờ. Tại sao mà nói rằng là tu niệm Phật cho nó dễ? Là hiện tại giờ nếu mình bận quá thì coi như mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó cũng là mình gọi là công tu tập của mình, tức là cũng có công đức đó các bạn. Nhưng mà tại vì mình còn ham giàu ham sang nữa thì coi như là mình sẽ rơi qua cái gì? Hữu vi. Hữu vi thì coi như mình vòng vòng đau khổ. Cho nên tại sao ôi tôi tu hoài mà tại sao tôi còn khổ? Là tại mình tu hữu vi. Hữu vi là nó còn khổ, cứ hết phước là nó lại nghèo, hết phước thì nó khổ đau. Tuyết Già chia sẻ thêm về tu công đức cho các bạn rất dễ tu nè các bạn. Nếu các bạn nào muốn tu công đức, tu công đức tức là tu trong tâm, khiêm tốn là công, ngoài hành lễ phép là đức. Các bạn thấy quá dễ không? Bây giờ cái tâm mình khiêm tốn, tức là cái tâm mình nhịn nhục nè, ai nói hơn mình cũng được, ai làm gì cũng được. Tâm mình Nam Mô A Di Đà Phật nó, cái tâm mình không có khởi nữa, cái tâm giống như là tịnh tâm im lặng vậy đó các bạn. Tức là khiêm tốn nhường nhịn hết tất cả, gọi là công. Bây giờ ngoài mình hành gì? Hành lễ phép gọi là đức. Cái các bạn nói rằng lễ phép thì tôi rất là có, kính cha trọng mẹ, thương tất cả những gì. Không phải như vậy là đủ nha các bạn. Tức là lễ phép của vấn đề mà gọi là giống như mình tu mà vô vi đó, ngoài hiếu thảo ông bà cha mẹ thì mình phải lễ phép, kính trọng nghe lời Phật dạy. Nó các bạn thấy không? Cái này bắt đầu nó lên hơi khó chút xíu nha. Các bạn nào muốn tu vô vi thì coi như là có công đức lớn thì phải giống như phải ráng cố gắng. Tức là mình lễ phép là mình kính trọng nghe lời Phật dạy. Bây giờ mình lễ phép tức là đức, mà mình không chịu lễ phép làm sao mình có đức? Hướng tâm hành theo Phật. Phật là cũng như là các bạn biết rồi, ai cũng biết hết là con vua Tịnh Phạn. Phật là thái tử, Phật giàu lắm, Phật sang lắm, Phật ở trong cái giống như là đền đài vua chúa tất cả những gì, đúng không các bạn? Ở trong đó chắc có lẽ là rất nhiều tài sản, theo mình nghĩ như vậy. Mà Phật buông bỏ hết tất cả để đi hành đạo. Còn mình bây giờ mình thích nhà, thích xe, thích của, thích vật chất, thích tiền, thích tài, thì như vậy là mình không lễ phép kính trọng Phật. Nó đơn giản vậy thôi. Các bạn hành đúng là coi như mình tu đúng, mà tại vì mình hành sai cho nên mình còn khổ đau. Phật buông bỏ hết tất cả, còn mình gì? Mình hốt vô là mình không có nghe lời Phật, mình không kính trọng Phật nè, mình không có lễ phép Phật, thì coi như làm sao mình có đức được? Tức là mình không có đức. Mình hiện tại bây giờ mình còn cái xác phàm, nói chung là mình phải tập nha các bạn. Tập dần dần rồi mình buông bỏ từ từ nó sẽ được thôi. Giống như ngày xưa Tuyết Già giống như các bạn thôi, thích nhà, thích cửa, thích xe, thích ngoại quốc, thích cũng như là chồng giàu tất cả những gì. Nhưng mà khi mình bước vào đường tu, từng nấc thang vô vi đã cũng như là hướng dẫn cho mình để mình càng ngày càng hoàn thiện hơn. Các bạn đừng có lo, từng nấc thang một sẽ giúp được các bạn, tu sẽ đắc đạo thôi. Nếu như mình muốn tiền tài danh vọng, tức là mình không có nghe lời Phật, mình không kính trọng Phật rồi, đúng không các bạn? Tức là mình không lễ phép. Không lễ phép là không có đức đó, các bạn thấy không? Mà cái lễ phép này á, là đâu có đơn giản đâu các bạn. Cái lễ phép với ông bà cha mẹ thực hành còn dễ, mà lễ phép nghe lời Phật dạy khó lắm nha các bạn. Các bạn phải cố gắng đi. Nó cũng như là trong kinh á, nói câu rằng là giữa vạn vật con người một giống, phải uống ăn nuôi sống thay phàm, từ bi ngũ cốc đã ban, dưỡng nuôi con trẻ châu toàn mảnh thân. Lời trong kinh dạy tức là đấng từ bi dạy cho mình, từ bi ngũ cốc đã ban đó, mà mình không chịu nuôi sống thay phàm này, mà mình ăn gì? Mình ăn cũng như là thịt động vật nè. Có đó là mình làm ngược lại rồi, đúng không? Là mình không lễ phép, mình không kính trọng đấng từ bi dạy dỗ cho mình. Đó là mình ăn cũng như là ngược lại, là mình không có nghe lời rồi, đúng không các bạn? Nó rồi dưỡng nuôi con trẻ châu toàn mảnh thân. Có người nào mà từ nhỏ tới lớn mà ăn chay mà lại giống như là bị còi xương hay bị như thế nào không? Đó, các bạn thấy không? Coi như hai đứa con của Thuyết Già là coi như nuôi dưỡng trong cũng như là ăn chay từ hồi nhỏ cho đến mười mấy tuổi, rồi các bạn tự ra đời rồi các bạn ăn mặn làm gì làm. Chứ nếu như ai cũng nghĩ rằng nuôi một đứa trẻ mà bằng từ bi ngũ cốc, chắc có lẽ là đứa trẻ nó còi xương, đúng không các bạn? Tại vì mình làm sai, mình không có kính trọng lễ phép. Tất cả lời trong kinh đấng từ bi đã dạy cho mình, mà mình ngược lại cho nên đời mình còn khổ. Là cái lý do hôm nay Thuyết Già chia sẻ. Rồi mình không lễ phép mà mình còn cãi lại nữa, các bạn thấy không? Chỗ tôi thích ăn thịt là tôi không ăn chay đâu, ăn chay nó cũng như là nó sẽ còi xương, nó sẽ khổ sở, nó sẽ gì đó yếu người, nó sẽ gì thiếu chất gì đó, đổi thừa đủ kiểu hết. Rồi các bạn nghĩ rằng thì cái này cũng các bạn đúng, chứ các bạn không có sai nha các bạn. Đó là các bạn giống như là tu hữu vi, thì các bạn cũng như là không có nghe lời cũng như là đấng từ bi, không lễ phép với đấng từ bi, thì các bạn tu hữu vi cũng đúng luôn, miễn sao có tu là đúng. Các bạn có biết rằng rồi trong một lời của đấng từ bi dạy cho mình là nghĩ đến điều nhân quả mà đau, thà cam vui chốn động đào, đừng vì nhớ trẻ trở vào phàm gian. Đây là nói rằng là khi mình thoát xác rồi là mình đừng có nhớ trẻ mà mình lẫn quẩn cái phàm gian này nữa. Rồi nghĩ đến điều nhân quả mà đau. Các bạn có biết rằng nhiều khi mình nuôi con mình phải đo gian đông thiếu nè, mình phải nói láo nè, cái hàng xấu quắc mình nói thiệt là đẹp cho người ta mua nè, đúng không các bạn? Đó, rồi khi mà hiện tại mình còn sống như vậy nè, mình đâu có biết đâu, một ngày nào đó mình thoát xác rồi thì bắt đầu mình nghĩ đến điều nhân quả mà đau. Đó, bắt đầu cái luật nhân quả mình hiểu rồi thì mình rất là đau. Rồi khuyên mình thà cam vui chốn động đào, là vui chốn động đào là trên cái cõi Phật, cõi Thánh, cõi Tiên, đừng vì nhớ trẻ trở vào phàm gian. Mà nếu như hiện tại bây giờ mình không buông bỏ nữa thì coi như chắc chắn 100% là mình sẽ gì? Mình sẽ trở vào phàm gian, mặc dù mình không còn xác phàm, mình chỉ là linh hồn thôi. Thuyết Già học và biết nhiêu thì chia sẻ cùng các bạn nhiêu, chứ Thuyết Già cũng không có dám mà nói cũng như những cái gì mà nó giống như tự đặt tự vẽ ra được. Đó, Thuyết Già xin kính chúc tất cả các bạn cũng như là các bạn muốn tu hữu vi hay là tu vô vi, tu luôn cả hai, cả hữu vi vô vi cũng được, đúng không các bạn? Nó càng tu càng nhiều càng tốt, đúng không các bạn? Video Thuyết Già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.